Quý khán giả đang theo dõi bản tin buổi tối của đài CBN trên băng tần 14.5 và sau đây kính mời quý vị theo dõi phần tin Hoa Kỳ. Thượng viện thông qua đề cử tân giám đốc tình báo quốc gia. Kính thưa quý vị, Thượng viện Hoa Kỳ vào ngày 21 tháng 5 đã thông qua đề cử ông John Ratcliffe vào vị trí giám đốc tình báo quốc gia. Đề cử được thông qua với 49 phiếu thuận và 44 phiếu chống. Trước đó thì ông John Ratcliffe, một thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa, từng được Tổng thống Trump đề cử giữ chức giám đốc tình báo quốc gia thay thế cho ông Dan Coats đã từ chức vào tháng 7 năm 2019 vì những bất đồng với Tổng thống Donald Trump. Để nhận được sự chấp thuận của các thành viên đảng Dân Chủ, trong phiên điều trần trước Ủy ban Tình báo Thượng viện Hoa Kỳ ngày 5 tháng 5 vừa qua, ông John Ratcliffe cam kết sẽ duy trì sự độc lập về chính trị trong các cơ quan tình báo quốc gia, thông báo với Quốc hội mọi diễn biến quan trọng mà giới tình báo Hoa Kỳ thu thập được. Ông cũng cam kết những thông tin tình báo sẽ được cung cấp một cách chân thực nhất, không bị thay đổi cũng như gây ảnh hưởng bởi những yếu tố bên ngoài. Ở cương vị giám đốc tình báo quốc gia, ông John Ratcliffe sẽ lãnh đạo và giám sát 17 cơ quan tình báo của chính phủ Hoa Kỳ, bao gồm cả cơ quan tình báo trung ương CIA và cơ quan an ninh quốc gia NSA. Cuộc khủng hoảng COVID-19 gây thiệt hại cho ngành bán lẻ của Hoa Kỳ. Chủ sở hữu chuỗi cửa hàng đồ lót Victoria's Secret ngày 21 tháng 5 tuyên bố sẽ đóng cửa 250 cửa hàng ở Hoa Kỳ và Canada, đồng thời cảnh báo có thể sẽ cho ngừng hoạt động thêm nhiều cửa hàng nữa trong 2 năm tới. Trong khi đó, Macy's là một trong những nhà bán lẻ lớn của Hoa Kỳ, dự tính thua lỗ 1 tỷ Mỹ Kim trong quý 1 năm 2020, cho thấy tình hình khó khăn đối với nhà bán lẻ này vốn phải tuyên bố đóng cửa 125 cửa hàng vào tháng 2 vừa qua, ngay cả trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Ngành bán lẻ Hoa Kỳ đã phải đối mặt với nhiều thách thức trong thời gian dài trước khi dịch COVID-19 tấn công. Nhiều cửa hàng truyền thống vốn đang mất dần thị phần trước sự cạnh tranh của thương mại điện tử đã phải đóng cửa. Và điều này đã dẫn đến làn sóng đóng cửa các trung tâm mua sắm cũng như sự xuất hiện của các trung tâm zombie, là nơi gần như không có cửa hàng nào mở. Giới phân tích dự báo, xu hướng trên sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian sắp tới. Báo cáo của công ty tư vấn Green Street Advisor dự đoán rằng hơn một nửa số cửa hàng đặt tại các trung tâm thương mại sẽ đóng cửa vào năm 2021. Báo cáo này được công bố ngay trước thông báo phá sản của một loạt nhà bán lẻ gồm có J.Crew, Neiman Marcus và JCPenney. Hai xưởng sản xuất xe của Ford ngưng hoạt động do nhân viên nhiễm COVID-19. Chỉ ít ngày sau khi mở cửa lại các cơ xưởng ở Hoa Kỳ, thì công ty xe hơi Ford phải tạm thời đóng cửa hai nơi vì nhân viên thử nghiệm dương tính với COVID-19. Theo bản tin của CNN vào hôm thứ Tư, 20 tháng 5, một cơ xưởng ở Chicago, tiểu bang Illinois, chuyên lắp ráp các xe Ford Explorer, Lincoln Aviator và xe cảnh sát Ford Interceptor đã ngừng hoạt động từ trưa ngày thứ Ba sau khi có hai nhân viên dương tính với COVID-19. Sau đó thì đến xưởng ở Dearborn thuộc tiểu bang Michigan, nơi ráp xe pickup loại F-150 cũng phải đóng cửa vào hôm thứ Tư. Cả hai xưởng này cùng với các xưởng khác của công ty Ford ở 4 tiểu bang vùng Trung Tây Hoa Kỳ đã khởi sự tái hoạt động vào hôm thứ Hai, sau khi đóng cửa trong 2 tháng liền vì các mối lo ngại liên quan đến dịch bệnh. Lần đóng cửa tuần này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Xưởng xe ở Chicago hoạt động trở lại vào sáng hôm thứ Tư và xưởng ở Dearborn vừa mới mở lại vào khuya ngày thứ Tư. Tuy nhiên, việc tạm thời đóng cửa này là một chỉ dấu cho thấy sự khó khăn của việc điều hành các hãng xưởng trong khi phải tuân hành các quy định an toàn đưa ra để đối phó với dịch COVID-19. Trung Quốc lợi dụng COVID-19 để vung tiền mua các công ty chiến lược của Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, có 7 thượng nghị sĩ Hoa Kỳ mới đây đã lên tiếng kêu gọi Bộ trưởng Bộ Tài chính Steven Mnuchin hãy có biện pháp giới hạn, không để cho các công ty Trung Quốc tìm cách lợi dụng giá cổ phiếu đang giảm nhiều để mua lại các công ty chiến lược của Hoa Kỳ. Theo bản tin của CNN, trong lá thư gửi ra vào hôm thứ Tư 20 tháng 5,
một nhóm thượng nghị sĩ do thượng nghị sĩ Marco Rubio của Đảng Cộng hòa ở Florida đại diện, đã gửi thư nói rằng họ phải lên tiếng sau khi nhận được các báo cáo đáng lo ngại rằng các công ty được hậu thuẫn của chính quyền Trung Quốc đang liên lạc với một số ngân hàng để nhờ nhận diện và trợ giúp trong việc mua các công ty Hoa Kỳ cũng như Âu Châu đang gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Trung Quốc hiện đang tìm cách lợi dụng cuộc khủng hoảng do COVID-19 gây ra để chiếm quyền kiểm soát các công ty đang trong hoàn cảnh khó khăn. Các thượng nghị sĩ gồm có ông Rubio và Tom Tillis, Ben Sasse, John Cornyn, Tom Cotton và Mitt Romney, tất cả ở phía Đảng Cộng hòa, cùng với ông Jeff Merkley của phía Dân chủ, cũng yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ phải nhanh chóng có biện pháp chống lại hành động nói trên của các công ty Trung Quốc. Lá thư nói trên cũng được chuyển tới Ngoại trưởng Mike Pompeo, Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O'Brien, bà Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Larry Kudlow. Kính thưa quý vị, một bản tin đặc biệt cho biết thị trấn ở Bồ Đào Nha xét nghiệm COVID-19 toàn bộ cư dân. Một thị trấn bãi biển nổi tiếng gần Lisbon có kế hoạch trở thành nơi đầu tiên ở Bồ Đào Nha thử nghiệm cho tất cả 200.000 cư dân của mình để tìm kháng thể virus corona và giúp cho họ tận hưởng một mùa hè bình thường nhất có thể bất chấp cuộc khủng hoảng. Thành phố Cascais hy vọng sẽ tiến hành 5.000 thử nghiệm mỗi tuần trong một thỏa thuận với công ty dược phẩm Roche. Mỗi xét nghiệm có giá 5 euro, tức là 5,45 Mỹ Kim, và được chính quyền thành phố cùng một số khách hàng trả tiền. Gần đây, thử nghiệm kháng thể hàng loạt đang được nhiều quốc gia xem xét để tăng tốc độ mở cửa trở lại của các nền kinh tế. Bồ Đào Nha, nơi có đến gần 30.000 trường hợp và 1.277 người tử vong, đang dần nới lỏng các hạn chế. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, mặc dù các xét nghiệm cho thấy những người đã bị nhiễm COVID-19, nhưng vẫn chưa rõ liệu sự hiện diện của kháng thể có làm mất khả năng miễn dịch vĩnh viễn hay không. Argentina đưa chuyên cơ tới Israel chở thỏ về để giết mổ. Argentina, nơi đã thi hành một trong những lệnh cấm du lịch khó khăn nhất thế giới chống lại COVID-19, có kế hoạch đưa một chuyến bay riêng để mang thỏ đến từ Israel tới làm chứng nhận thịt sạch tại các nhà máy đóng gói của đất nước cho các thị trường dò thái trên thế giới. Theo đó, chuyến bay là chìa khóa để cho Argentina có thể duy trì xuất cảng thịt bò cho người mua chính là Israel. Một thỏa thuận ngày càng trở nên quan trọng do việc xuất cảng bị đình trệ sang Liên minh châu Âu và đồng thời nhu cầu giảm mạnh từ Trung Cộng. Những con thỏ phải được bảo đảm được giết mổ và thịt được chế biến theo luật của người Do Thái. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Argentina xác nhận chính phủ đã giúp sắp xếp các quy trình giết mổ thỏ. Xin nhắc lại, Argentina là nước xuất cảng thịt bò lớn thứ 5 trên thế giới và Israel là người mua lớn thứ 3, thu về hơn 100 triệu Mỹ Kim cho mỗi năm. Kính mong quý vị vẫn tiếp tục giữ màn hình của đài CBN trên băng tần 14.5 và sau một vài thông tin bảo trợ cho đài, Băng Châu sẽ trở lại với phần tin Việt Nam.